À, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Trong video hôm nay mình xin nói về vấn đề là các tips tiết kiệm ở Nhật part 2. Thì part 1 hôm bữa mình làm rồi, cho nên là hôm nay mình nói tiếp theo. Mình thấy các bà nội trợ hay là các bạn người Việt mình đó ở Nhật hay trồng rau sạch tại nhà, thì mình thấy cách này cũng tiết kiệm được rất là nhiều. Nếu như mà các bạn mua hạt giống từ Việt Nam qua hay là mua hạt giống ở Nhật cũng được, đem về trồng để có rau sạch ăn hàng ngày. Và đối với những loại rau mà mình sử dụng hàng ngày như rau thơm, hành, ớt rồi đó, thì bạn nếu bạn mua ở siêu thị một lần cũng khoảng trên 200 yên rồi, và các bạn chỉ sử dụng được một tuần thôi, vì để lâu quá thì nó sẽ bị úng. Do đó nếu mà các bạn trồng á, thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Mình trồng mỗi lần mình ăn một ít thì mình chỉ ra mình cắt vào mình ăn thôi. Như ớt cũng vậy, mỗi ngày mình ăn thì mình chỉ ra mình cắt vào để ăn. Sau khi cắt á, các bạn chỉ cần giống như là như những loại mà rau hành rồi đó, thì khi mà cắt á, thì các bạn chỉ cần tưới nước là mai mốt nó sẽ ra nữa. Nó ra nữa thì mình sẽ thu hoạch tiếp đợt sau và không cần phải bón phân. Khi mà mình mua đất ở siêu thị ở Nhật thì nó rất là tốt, mình không cần phải tốn tiền mua phân để bón thêm, mà rau nó vẫn xanh tươi ha. Mình thấy đây là một cách tiết kiệm rất là hay. Cho nên là nếu mà các bạn nào mà nấu ăn và đặc biệt là có trồng những loại rau, muốn trồng những loại rau như rau muống rồi này kia nọ đó, thì cắt ăn một lần rồi nó sẽ ra nữa, cho nên là tiết kiệm được rất là nhiều ha. Và tiếp theo là sử dụng ATM để tiết kiệm. Đa số các ngân hàng ở Nhật thì đều miễn phí giao dịch rút tiền từ thứ hai đến thứ sáu, 9 giờ đến 6 giờ chiều, trừ các ngày lễ. Nếu mà bạn giao dịch những vào khoảng thời gian trên thì sẽ tiết kiệm được ít nhất là 110 yên mỗi lần giao dịch. Nếu như mà các bạn tính đi rút tiền 10 lần thì các bạn sẽ giảm được 1 sen 100 yên, cũng rất là nhiều ha. Hoặc là chuyển khoản nè, đa số các ngân hàng đều tính phí. Vì vậy mà để mà giảm chi phí thì các bạn nên sử dụng thẻ của một số ngân hàng như là SBI Bank, nó miễn phí giao dịch chuyển khoản ha. Hoặc là ví dụ như các bạn đi thuê nhà và công ty đó yêu cầu bạn chuyển khoản vào cái ngân hàng, ví dụ như ngân hàng Mizuho đi, thì bạn nên đi làm, tại vì mình xác định ở thì mình ở thời gian cũng lâu, thì các bạn nên đi làm thẻ của ngân hàng Mizuho để mình chuyển cùng hệ thống ngân hàng cho nó giảm được chi phí ha. Hoặc là tiếp theo mình thấy vấn đề cách giảm chi phí này cũng rất là hữu ích đó nè. Hạn chế chi phí nước uống. Khi mà các bạn đi học, đi làm thì đa số là mình thấy các bạn hay mua nước ở combini hoặc là ở máy bán tự động, nhưng giá thì rất là cao. Nếu mà bạn mua ở combini thì giá cũng tầm khoảng 150 yên một chai nước, tầm khoảng bao nhiêu ml, tầm 100 ml hay gì đó. Mình xin lỗi, để mình coi, 600-500 ml gì đó mình không nhớ. Nhưng mà ví dụ như mà các bạn tính đi mỗi ngày thì mà các bạn tiết kiệm được 150 yên, thì các bạn đem nước từ nhà theo để mình uống, mình tiết kiệm 150 yên thì rất là nhiều ha. 10 ngày là 1.500 yên rồi ha. Hoặc là nước uống ở nhà thì các bạn có thể là mua ấm nước, ấm đun á, về mình lấy nước ở vòi ngay chỗ mà có bồn rửa chén á, để mình đun sôi rồi để nguội rồi uống. Mình thấy đa số các gia đình ở Nhật đều uống nước đun sôi vì nước ấm ở Nhật thì đảm bảo vệ sinh không sao hết. Tuy nhiên có những cái apartment mà nó cũ lắm, tầm khoảng trên 50 năm cũ lắm thì mới giống như là mình mới sợ thôi. Còn hiện tại những bato ở Nhật thì mọi người đều có thể lấy nước đun sôi và uống bình thường, rất là đảm bảo vệ sinh không sao hết ha. Hoặc là các gia đình có con nhỏ thì có thể lấy nước miễn phí ở các siêu thị bằng cách mua một bình nước chuyên dụng khoảng 350 yên đối với bình 3,8 lít. Và sau đó bạn có cái bình đó rồi thì mỗi ngày bạn sẽ đến siêu thị để lấy nước miễn phí. Các bạn hãy tính đi, nếu như mà mình mua một thùng mà 6 bình nước 2 lít thì khoảng hơn 400 yên. Nếu mà nhà đông người hoặc mà có trẻ em nữa thì mình mua giống như là
là mình phải mua nhiều lắm, mỗi tuần có thể là uống 3 thùng thì khoảng 120 yên, thì một tháng là cũng tầm khoảng gần 600 yên rồi. Ý mình xin lỗi, gần 6.000 yên, thì 6 sen thì cũng rất là đắt. Và nếu như mà các bạn sử dụng bình á, thì cứ mỗi ngày mình đi lấy một lần là lấy được tầm khoảng 3,8 lít, thì về mình uống rất là an toàn mà cũng tiết kiệm được rất là nhiều. Đặc biệt là các nhà mà có con nhỏ thì mình không an tâm khi mà cho con uống uống nước ống đun sôi rồi để nguội, thì mình nên đi lấy nước ở siêu thị. Bởi vì siêu thị á, nước á, thì người ta lọc rất là kỹ càng rồi, cho nên là không sao hết ha. Rồi những chi phí khác như là mua đồ ở 100 yên, thì ở siêu thị 100 yên nó có bán đầy đủ hết những các vật dụng, như là ví dụ như những vật dụng cho bếp như là chén đĩa hay là khăn, rồi nước rửa chén, thậm chí là bán nước trà toilet cũng có 100 yên thôi. Rồi thậm chí đồ dùng cho chị em phụ nữ như là cột tóc, bông tai, rồi tất đồ này kia đủ thứ hết. Và nói chung là mình thấy chất lượng thì cũng ok, nên các bạn có thể chọn những siêu thị mua Kendo nè, nhiều lắm, hạt tiên á, thậm chí chén đũa đồ này kia, ly đồ nhiều lắm, những vật dụng mà sử dụng hàng ngày ha. Rồi một chi phí tiếp theo cũng khá quan trọng là chi phí đi lại. Thì mình thấy là các bạn nên tiết kiệm chi phí đi lại bằng cách là đi xe đạp là rất là tốt. Bởi vì mà khi mình đi xe buýt á, thì hoặc là đi xe điện, thì giá rất là đắt. Một lần đi một ga, hay là mình lên xe buýt rồi lên một ga là lên một tuy một lần là hơn 100 yên. Từ 100 đến xe buýt, nếu mà 100 từ đi xe buýt thì từ tầm khoảng 100 đến 250 yên rồi, nếu bạn đi xa. Và có những cái tuyến đường nó rất là bất tiện, mình phải đổi tàu rồi đổi xe buýt nhiều lần thì tốn rất là nhiều chi phí. Ví dụ như một lần đi 250 yên mà bạn đổi xe buýt một lần thì hai lần là hết 500 yên, và lần đi lần về nữa là hết 1.000 yên rồi, rất là đắt ha. Vì vậy đi xe đạp là tiết kiệm nhiều nhất. Và hoặc là các bạn có con nhỏ và xác định là muốn sống ở Nhật lâu dài thì nên mua xe đạp điện. Vì khi mà đi xe đạp á, thì chi phí gửi cũng rất là rẻ, chỉ có 100 yên thôi. Nếu như bạn nào mà sống ở khu đó thì đăng ký gửi, giống như mỗi ngày mình đều đi á, thì mình đăng ký gửi 1 năm, thì SIM mình á, thì mình đăng ký gửi tầm khoảng tháng đầu tháng 3 là mình đã đăng ký gửi rồi, thì đăng ký gửi 1 năm tầm khoảng mấy sen thôi, 4-5 sen thôi, rất là rẻ. Và các bạn có con nhỏ thì đi xe đạp điện thì cho nó nhẹ nè, đỡ phải vất vả. Rồi không phải tốn tiền đi xe buýt, không phải tốn tiền đi xe điện nữa. Giống như những chỗ mà gần gần nhà đó, mình ý mình nói là gần nhà đó, còn đi làm thì đa số các bạn là mua tây kia rồi, có công ty trả thì không không sao ha. Ý mình nói là những chi phí đi lại là những chi phí mà đi đi từ nhà đến siêu thị, hay là dẫn con đi chơi rồi này kia đó, hoặc là những cái đi làm những cái việc lặt vặt, giống như là đi đến si để lấy giấy giấy tờ gì đó, hay là đăng ký gì đó, thì ý mình nói là như vậy ha. Mình chia sẻ bấy nhiêu mong rằng sẽ giúp ích cho tất cả các bạn, những bạn mà mới đến ha. Thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.